Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về lô 4 combi đến từ thương hiệu Sony, Pioneer, Yamaha và Đàn Ông. Đầu tiên đây là chiếc combi Sony. Model của nó là STR-DH750, một trong những dòng combi thế hệ đời mới của hãng Sony dòng nội địa Nhật. Con này thì nó sẽ có HDMI chuẩn 4K ARC, có Bluetooth đầy đủ luôn nha. Có cổng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV, một trong những dòng amply thế hệ đời mới. Về kích thước của máy, chiều ngang là 432mm và chiều cao 160mm và chiều sâu là 330mm. Trọng lượng là 7,6kg. Con này thì nó sẽ có điều khiển học đi kèm nha, chỉnh được full chức năng luôn, có USB luôn nha. Đây, con này có USB luôn. USB nó chơi được nhạc lắc luôn nha. Phần sò công suất của nó là đánh 14 sò nha. Hỗ trợ trở kháng loa từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Có cổng quang HDMI, cổng analog đầy đủ nha. Sony STR-DH750, điện áp 100V, công suất 160W, tiêu thụ điện. Rồi, với con đi Sony STR-DH750, thích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại nha. HDMI, cổng quang, Bluetooth, USB đầy đủ luôn. Và chiếc con đi này thì em sẽ bán với giá là 2.900.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo đây là một chiếc combi đến từ hãng Pioneer. Model là Pioneer VSA NLX 51. Thiết kế mặt gương bóng piano cực kỳ sang luôn. Và con này giá xuất xưởng của nó khá cao nha, 150.000 yên. Nó sẽ có đầy đủ các cổng kết nối HDMI, kết nối cổng quang, kết nối analog và có cổng USB. Con này USB thì chơi được nhạc số, nhạc MP3, WMA. Về cái cấu hình của nó, con này là đặc ruột luôn, đánh 14 sò thang. Công suất âm thanh ra loa, ở loa 8 ohm là 110W, ở loa 6 ohm là 180W. Kích thước chiều ngang của máy là 420mm và chiều cao 173mm và chiều sâu là 433mm. Trọng lượng 13,5kg. Thiết kế gương bóng piano cực kỳ sang luôn nha. Có điều khiển học, chỉnh full chức năng luôn. Và đây là nội thất bên trong máy, đặc ruột luôn nha anh em. Dòng cao cấp thiết kế là cực kỳ sang luôn. Con này đặc ruột luôn nha. Pioneer VSA NLX 51, 320W. Có rè out để làm DAC luôn. Con này thì vừa giá mã DAC vừa có thể điều chỉnh được equalizer, chỉnh âm sắc rất là hay nha. Đây, rè out, chơi nhạc bằng 7 kênh loa, cổng HDMI, Tron 3 QHD, HDMI in, out, cổng quang. Ruột gan khá là gấu nha. Rồi, với chiếc combi Pioneer VSA NLX 51, đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 4.200.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo đây là chiếc combi Yamaha, model là DSB-AS8. Dòng âm đi thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh của hãng Yamaha. Con này thì chỉnh được bass chép cơ như là những cái dòng âm đi stereo thông thường. Có cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV. Và có điều khiển từ xa, điều khiển phụ kiện nha, đầy đủ luôn. Chơi nhạc bằng tất cả các loa nha. Biến thế nguồn Yamaha. Đánh 10 sò thang to. Đây là bộ da mã DAC lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu nha. Yamaha DSB AX8 điện áp 100V, công suất 230W. Có rè out để làm da mã DAC nha. Có cổng quang chơi nhạc mạng 230W. Rồi, kích thước chiều ngang của máy là 435mm và chiều cao 171mm và chiều sâu 432mm. Ở bên này thì nó
bị cong bên này chút xíu nha, góc nhẹ thôi, nhìn kỹ mới thấy thôi. Đây một vài cái vết ở trước này, tổng thể là đẹp hết nha. Rồi con này thì em sẽ sale giá là 2.200.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Âm ly chơi nhạc mạng tổng quan, giá rẻ hơn âm ly lắp ráp tại Việt Nam luôn nha. Và tiếp theo, đây là chiếc âm ly đời năm, model là AVR1804, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Có chỉnh được bát chép. Và con này là điện áp của nó là 220V nha. Công suất là 260W, có cổng quang chơi nhạc mạng, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Rồi có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Kích thước chiều ngang của máy là 434mm và chiều cao 171mm và chiều sâu là 416mm, 11.9kg. Về công suất âm thanh ra loa, ở loa 6 ohm là 125W, ở loa 8 ohm là 90W. Rút gang của nó đây nha. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 2.200.000, giá không bao gồm phí vận chuyển, có điều khiển từ xa, điện áp 230V đầy đủ luôn nha. Rồi anh em lựa chọn được con đi nào thì liên hệ trực tiếp với em về số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.